Thưa quý khán giả và các đồng chí, có một loại vũ khí mà chúng có thể được phóng đi từ một nước bất kỳ trong số này và tiếp cận tới nước kia chỉ trong vài phút. Không một hệ thống phòng ngự hiện có nào trên thế giới có thể đánh chặn được một tên lửa với vận tốc nhanh đến vậy, trong khi có khả năng thay đổi đường bay ngoài dự đoán. Đó chính là vũ khí siêu thanh. Vậy bản chất của vũ khí này là gì? Tương lai của chúng ra sao? Nhận định của chuyên gia quân sự về loại vũ khí siêu sức mạnh như thế nào? Chương trình hôm nay chúng ta sẽ từng bước được giải đáp. Mối đe dọa lớn nhất của vũ khí siêu vượt âm là chúng xuất hiện trong một thời điểm khi mà các hiệp ước kiểm soát vũ khí của thế giới đang bị tan rã. Trong khi đó, những vũ khí siêu vượt âm từ lâu luôn nằm trong danh sách khát khao của các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Mỹ. Mỹ đã phát triển chương trình vũ khí siêu thanh của riêng mình với dự án mang tên Prompt Global Strike, thúc đẩy tấn công toàn cầu. Tuy nhiên, chính người Nga lại đến vạch đích đầu tiên bởi vì họ coi vũ khí siêu vượt âm là một ưu tiên. Và với Avangard, Moscow không cần phải lo lắng về khả năng xuyên thủ bất kỳ hàng phòng ngự nào nữa ở thời điểm hiện tại. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một số loại vũ khí siêu vượt âm trên thế giới. Đầu tiên là tên lửa Zircon, định danh NATO SSN-33, là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm cơ động do Nga phát triển, được trưng bày lần đầu tại triển lãm hàng không Mars 1995. Các nguyên mẫu Zircon đã được phóng thử từ máy ném bom Tu-22M3 vào năm 2012-2013, phóng từ bệ phóng trên mặt đất năm 2015. Tại lần thử nghiệm thành công đầu tiên vào năm 2016, Zircon đạt tốc độ Mach 8 9.800 km/h, 2.722,3 m/s, được cho là đã chính thức đưa vào trang bị tháng 11 năm 2017. Tầm bắn dài nhất có thể là 1.000 km, gấp 3 lần so với tầm bắn của tên lửa diệt hạm Harpoon Block 4, loại tên lửa chống hạm hiện đại nhất của Mỹ. Con số này vượt xa hơn tầm bắn của các hệ thống phòng không trên tàu chiến hoặc tầm bay của máy bay tiêm kích từ tàu sân bay, cho phép máy bay, tàu chiến của Nga tấn công các chiến hạm địch mà không sợ bị bắn trả. Để đạt tầm bắn trên, một loại nhiên liệu mới có mật danh Dexilin-M đã được tạo ra. Tốc độ cao như vậy có thể sẽ tạo ra một đám mây plasma xung quanh tên lửa, hấp thụ bất kỳ sóng vô tuyến nào, khiến tên lửa gần như vô hình trước radar tàng hình plasma, hoặc tên lửa chỉ được phát hiện ra khi đã ở cự ly gần nên không còn kịp để triển khai đánh chặn. Zircon trao đổi thông tin trong khi bay và có thể được điều khiển bằng các lệnh nếu cần thiết, xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hải quân hiện có. Vận tốc cực cao của Zircon không chỉ giúp nó khó bị đối phương đánh chặn mà cũng giúp tăng sức tàn phá của tên lửa khi va chạm vào mục tiêu. Theo tính toán, khi tên lửa nặng 2 tấn bay với vận tốc 2,5 km/giây như Zircon sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ Joule, tương đương sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT, đủ sức để bẻ gãy đôi hoặc làm hư hại nặng cả một tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ. Để đạt được tốc độ có 102 như vậy, tên lửa Zircon sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu thanh cải tiến, vốn lấy oxy cần thiết cho quá trình đẩy ngay từ không khí chứ không phải từ thùng oxy dự trữ sẵn như các tên lửa thông thường. Đây là lý do khiến Zircon có thiết kế nhỏ hơn, nhẹ hơn và bay nhanh hơn các tên lửa khác. Tuy tốc độ thua kém so với các dòng ICBM của Mỹ, nhưng tên lửa Zircon hoạt động ở tầng thấp của bầu khí quyển, có môi trường đậm đặc nên nó cần vật liệu chế tạo đặc biệt, có khả năng chịu nhiệt và mài mòn rất cao và nhiều công nghệ hàng không đặc biệt khác. Tên lửa Zircon còn rất phù hợp cho các tàu tên lửa hạng nhẹ và tàu ngầm hạng nhẹ. Việc trang bị tên lửa siêu thanh mới cho Hải quân Nga có tác động đáng kể đến cân bằng quyền lực ở nhiều nơi trên thế giới và loại vũ khí này được cho là sẽ thay đổi quy luật của chiến tranh. Zircon sẽ được tích hợp đầu tiên cho các tàu tuần dương lớp Kirov sau năm 2020. Các tàu trang bị tên lửa chống hạm P-700 Granit sẽ được thay thế bằng các hệ thống phóng thẳng đứng VLS đa năng 3S-14 có khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm Onyx, Caliber và Zircon. Sau khi hoàn thành việc tái trang bị, các tàu có thể mang theo 40 đến 80 tên lửa hành trình chống hạm thuộc các loại khác nhau. Giới phân tích cho rằng là một chủng loại vũ khí mới thuộc hệ thống vũ khí phi hạt nhân. Tuy nhiên, uy lực của Zircon có thể tiệm cận vũ khí hạt nhân.
việc trang bị tên lửa Tsar sẽ giúp nâng cao đáng kể sức mạnh của Hải quân Nga và thay đổi phương sách hành động của Hải quân Nga. Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Tổng thống Nga Putin tuyên bố Tsar phiên bản mới bố trí trên mặt đất đang được phát triển. Với tốc độ hiện có của Tsar, nó dễ dàng hủy diệt mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km trong 6 đến 7 phút. Hệ thống phòng thủ đối phương sẽ chỉ có rất ít thời gian để phát hiện tên lửa và gần như không có cơ hội để đánh chặn. Theo các chuyên gia, hệ thống tên lửa mặt đất với tên lửa Tsar là câu trả lời đanh thép của Nga đối với việc Mỹ xé bỏ Hiệp ước Tên lửa Tầm trung và Tầm ngắn INF. Một vũ khí siêu vượt âm khác là Kinzhal, vũ khí trực chiến. Tên lửa chống hạm siêu vượt âm Kinzhal có tổng chiều dài khoảng 7,7 mét, đường kính khoảng 1 mét, phần thon dài của đầu đạn khoảng 3,4 mét. Thân đạn dài khoảng 3,4 mét, phần chóp nón cụt lắp ở phần đuôi có chiều dài khoảng 0,9 mét. Kích thước tổng thể về cơ bản giống như tên lửa đường đạn tầm ngắn Iskander, tên tiến nhất của lục quân Nga. Theo ông Putin, hệ thống này đã được biên chế chính thức và đã được đưa vào trực chiến trên các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31, tên mã NATO là Foxhound, ở các sân bay quân sự tại quân khu phía Nam của Nga, cùng với các hệ thống vũ khí chiến lược khác giúp ngăn chặn đòn tấn công dồn dập của các đối thủ. KH-47M2 sẽ là vũ khí tấn công cực kỳ hữu hiệu, có thể giúp nó tấn công mục tiêu đã định trong vòng vài phút. Động cơ siêu thanh sẽ làm tăng tốc độ đầu đạn hạt nhân lên Mach 10 trong vài giây. Việc tên lửa có tốc độ vượt quá vận tốc âm thanh nhiều lần cho phép nó phá vỡ tất cả các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện đang sử dụng trên thế giới và cả các hệ thống đang phát triển. Theo như Bộ Quốc phòng Nga công bố, với hành trình bay có thể đạt tới Mach 10, gần 12.000 km/h, thì khả năng Kinzhal bị các hệ thống phòng không thông thường đánh chặn là cực thấp. Do đó, không hề nói quá khi cho rằng việc không quân Nga triển khai tên lửa Kinzhal tới Bắc Cực sẽ giúp Moscow có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tấn công phủ đầu hoặc trả đũa Mỹ hoặc các đồng minh NATO trong một cuộc xung đột ở Bắc Cực. Tất cả các cuộc thử nghiệm ra mắt các tên lửa đạn đạo hành tinh tiên tiến nhất đã được tiến hành, đã kết thúc bằng việc phá hủy chính xác các mục tiêu được chỉ định. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, đơn vị hàng không đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa Kinzhal đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm chiến đấu và chính thức đưa vào trực chiến. Kinzhal không có cửa dẫn khí như những mô hình thử nghiệm siêu vượt âm khác. Đầu đạn không có bánh lái điều khiển riêng, trên thân tên lửa không phân ra các tầng rõ rệt, tên lửa sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy. Đuôi tên lửa có 4 bánh lái điều khiển khí động học, thiết kế đối xứng hình chữ X. Bề mặt tên lửa hoàn toàn nhẵn, bánh lái được thiết kế với một đầu nhọn. Như vậy có thể phán đoán nó có đặc tính tàng hình tương đối tốt. Phần được sơn màu xám đen trên đỉnh đầu đạn là một chụp radar. Điều đó chứng tỏ tên lửa được dẫn đường bằng radar. Phần đuôi lắp thêm chóp nón cụt nhằm giảm lực cản xoáy và tên lửa sử dụng công nghệ điều khiển khí động học tiên tiến. Về phương thức bay tiến công, sau khi tên lửa được phóng khỏi máy bay, nó nhanh chóng phát triển lên ở giai đoạn tăng tốc, đạt đến điểm cao nhất của đường đạn và sau đó đi vào đoạn bổ nhào. Sau khi đạt đến chiều cao và tốc độ nhất định, tên lửa vọt lên với sự quá tải lớn và tiếp tục cơ động. Cuối cùng sẽ thực hiện tiến công lên đỉnh, nóc mục tiêu tàu mặt nước với góc rơi lớn. Tức là lần đầu tiên với vũ khí vượt siêu thanh, vượt siêu âm ấy, thì nước Nga đã biến các cái loại vũ khí thông thường, tức là được mang đầu đạn thông thường, trở thành một phương tiện tấn công chiến lược cực kỳ hiệu quả. Tôi lại thử là với cái vũ khí Kinzhal hay là bảo kiếm đấy, gì chắc tiếng Việt mình là bảo kiếm ấy, thì với tốc độ bay về 10 lần tốc độ âm thanh phóng từ máy bay MiG-31 của Nga đấy, thì nó có thể tấn công tàu sân bay ở cự ly từ 1.000 đến 3.000 cây số. Thì như vậy có thể nói rằng là tất cả các loại tàu sân bay, rồi thì kể cả tàu ngầm, trở thành mục tiêu gần như là săn lùng và tiêu diệt tương đối dễ dàng. Và nó làm thay đổi cái phương thức răn đe chiến lược của các giữa nước với nhau. Một đặc điểm dễ nhận thấy ở tên lửa Kinzhal đó là từ khi bắn đến khi chạm mục tiêu, đầu đạn của tên lửa không tách khỏi thân đạn. Ưu điểm của việc không phân tách là ở giai đoạn hành trình cuối, tên lửa có thể lợi dụng bánh lái điều khiển ở phần đuôi tên lửa để thực hiện cơ động, chứ không cần thiết kế riêng một bánh lái điều khiển phức tạp trên đầu đạn. Đồng thời cũng có thể tăng động năng va đập ở đoạn cuối, tăng hiệu quả xuyên thủng và sát thương.
Điểm đặc biệt của dòng tên lửa siêu vượt âm tiên tiến này là nhờ kết cấu chế tạo đặc biệt nên có thể bay siêu âm mà không cần thoát khỏi bầu khí quyển trái đất. Phương tiện chuyên chở là máy bay tiêm kích hạng nặng MiG-31 đưa đạn tên lửa Kinzhan lên độ cao lớn để tạo thế năng cho tên lửa. Sau khi rời bệ phóng, động cơ tự thân sẽ tăng tốc đạn tên lửa Kinzhan lên siêu vượt âm và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km. Kinzhan không chỉ được dùng với nhiệm vụ đối hạm mà khi cần nó có thể được sử dụng như tên lửa chiến thuật để tiêu diệt chính xác các mục tiêu quan trọng nằm sâu sau chiến tuyến của đối phương với độ chính xác gần như tuyệt đối. Mỹ cũng phát triển công nghệ tên lửa siêu vượt âm trong nhiều năm qua. Không quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm. Rõ ràng là trong quy luật phát triển của khoa học quân sự thì thông thường là bất kỳ một loại vũ khí nào mới nào được phát hiện, được đưa vào trang bị thì các nhà khoa học quân sự phải thay đổi chiến thuật, thay đổi nghệ thuật quân sự để làm thế nào sử dụng tốt hơn nữa những cái loại vũ khí đấy. Thì với cái loại vũ khí siêu vượt âm hiện nay của nước Nga không chỉ là tên lửa đạn xuyên lục địa đâu, mà nước Nga còn chế tạo vũ khí siêu vượt âm trong ở cái dạng rất nhiều dạng khác. Tôi lấy thí dụ như là cái vũ khí Kinzhan chẳng hạn, nó phóng từ máy bay và nó là vũ khí chống tàu sân bay ấy. Nó cùng tốc độ đạt đến 10 lần tốc độ của âm thanh, cũng là vũ khí siêu vượt âm đấy, thì cũng là vũ khí rất là khủng khiếp đấy. Thế thì nó sẽ làm thay đổi toàn bộ cái phương thức tiến hành chiến tranh, và đặc biệt là với vũ khí này thì nó sẽ là một cái lá chắn đặc biệt tin cậy để gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chúng tôi biết rằng là trước đây khi mà Mỹ là nước quốc gia đầu tiên phát triển thành công bom nguyên tử thì họ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki, gần như là cái loại vũ khí để đe dọa cả thế giới. Và năm 49 thì với sự nỗ lực của Liên Xô thì Liên Xô đã làm chủ được bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân và san bằng cái ưu thế chiến lược. Còn hiện nay lần đầu tiên trong lịch sử của nước Nga và Liên Xô thì nước Nga đã đi trước tất cả các nước khác, trước khi là Mỹ, trong lĩnh vực phát triển các loại vũ khí. Và ông Putin đã tuyên bố rằng trong cái thông điệp liên bang năm 2020, ông tuyên bố vừa rồi, thông tin bố rằng là hiện nay với những cái loại vũ khí siêu thanh, siêu vượt âm ấy, hay là vượt siêu âm, vượt siêu thanh của nước Nga đấy, thì nước Nga đủ sức bảo đảm cái lá chắn hòa bình và an ninh trước 10 đến 20 năm tới. Và nước Nga hiện nay có thể sẵn sàng là đập tan mọi cái âm mưu xâm lược hay là phát động chiến tranh ở trên thế giới, làm nguội lạnh tất cả những cái đầu tư duy nó còn phát động một cuộc chiến tranh thế giới mới, và làm cho tạo ra cái môi trường đặc biệt tin cậy để nước Nga tập trung phát triển kinh tế
và xã hội. Cho nên trong thông điệp liên bang vừa rồi thì Tổng thống Nga Putin đã đưa ra một cương lĩnh để phát triển kinh tế xã hội, cũng cho rằng đây là thời điểm mà nền an ninh hòa bình của nước Nga được bảo đảm. Thì một trong những cái làm thay đổi căn bản nhất của vũ khí vượt siêu thanh, vượt siêu âm của nước Nga chính là ngăn chặn mọi cái mưu toan phát động chiến tranh xâm lược. Và có thể là thay đổi toàn bộ cái phương thức răn đe chiến lược của Mỹ và các nước phương Tây nhằm vào nước Nga. Phương thức răn đe chiến lược, bởi vì chúng ta biết rằng là Mỹ hiện nay đang thực hiện một chiến lược tức là tấn công chớp nhoáng trên phạm vi toàn cầu. Tức là Mỹ đang xúc tiến chế tạo các loại vũ khí có thể trong một thời gian cực ngắn để giáng đòn tấn công chớp nhoáng vào bất kỳ một mục tiêu nào trên phạm vi toàn cầu. Thế thì cái vũ khí siêu vật âm hay là vượt siêu âm hay là vượt siêu thanh của Nga thì là làm phá sản cái chiến lược tấn công chiếm đóng toàn cầu của nước Mỹ. Và chúng tôi biết rằng là sau khi mà Tổng thống Nga Putin đã công bố về những loại vũ khí này thì Mỹ cũng đã tăng ngân sách quân sự và cũng thúc đẩy các chương trình phát triển các loại vũ khí vượt siêu thanh hay là vượt siêu âm để đuổi kịp và san bằng ưu thế chiến lược của bên Nga. Ngoài ra, vũ khí siêu vượt âm được đánh giá là rất thuận lợi cho các nước hay can thiệp bởi vì nó xóa bỏ rào cản của các cuộc chiến. Vũ khí siêu vượt âm cũng làm mờ ranh giới giữa vũ khí thông thường và chiến lược, đồng thời việc sử dụng quá dễ dàng có thể khiến nó nhanh chóng được chấp nhận rộng rãi, trong khi hậu quả đem tới lại mang tính hủy diệt hơn nhiều. Các chuyên gia quân sự nhận định tên lửa siêu thanh tạo ra tâm lý về sự hủy diệt lẫn nhau. Vũ khí siêu thanh có thể thay đổi chiến trường trong tương lai vì chúng có thể điều chỉnh hướng bay và không theo quỹ đạo nhất định như tên lửa thông thường, khiến chúng trở nên khó theo dõi và đánh chặn.